Ăn quả chè, quả kèn trên xe ô tô à bạn? Ôi trời ơi bạn ơi, có ô tô mà có quả là trên xe nhá. Để mẹ mày chơi để hiểu luôn. Hiền tình yêu bậy bạ vãi. Ôi em ơi, em ơi em ơi, anh thì từ trước đến nay anh bậy vãi lồn này. Cái thứ nhất anh rất bậy, cái thứ hai là anh rất thô. Nhưng anh được 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 cái là anh rất thẳng và thật. Chứ anh không cái kiểu mà cứ giả lai like, giả mình là ngoan ngoãn hay giả mình là kiểu không ưa tình dục hay giả hay là nhiều bà cứ giả 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 vờ eo ơi kinh thế, eo ơi bệnh thế, eo ơi bệnh hoạn, eo ơi tởm vãi lồn. Các bà toàn đi mạ mày cứ cứ nhìn cái bề 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 ngoài của các bà, trong các bà là các bà phải thướt tha, phải có tí truyền thống, phải ngoan. Trong các bà nhìn cái gì trong các bà cũng là hồ, ôi bậy thế, ôi ôi tởm thế. Nhưng mà lúc vào trận chiến ấy, chính ra những cái ba các bà đấy mới là các bà bệnh hoạn. Địt mẹ mà các bà, những cái bà mà nhìn bề ngoài ngoan ngoan hiền mà trong lúc nào cũng đi chê người khác là kiểu tởm ghê. Ui rồi lúc vào trận chiến nhá, địt mẹ mày dập nhá, dập hộ ái, dập nhảy nhá, cứ giời ơi hét lên dập như mày khâu. Nhiều bà trông mặt rất bình thường ấy, xong lúc mà kiểu 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 có tí vỉa với nhau ấy, ui ui mạnh lên, ui ui ôi yeah yeah kêu vãi lồn. Xong có con rất nhiều bà rất bậy, ôi đi mạnh lên, đi hét đi mẹ mà như là nhà là cắt tiết gà để lời ấy. Đấy mấy cái bà kiểu cận cận ấy, xong bắt đầu bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra là ngoan hiền không bậy bạ. Rồi lên 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 trận chiến đi, đi mẹ mà các bà dập 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 như mày khâu. Xong các bà cứ kêu bậy 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 cái gì. Ở đây đố bà con gái nào mà đã bảo chưa lên giường chưa dập như mày khâu ấy. Nhảy đi mẹ mày, các bà chơi đồ bà là các bà phê pha, các bà dập người ta, dập con nhà người ta về đến lỗi đấy ông nhập mẹ mày trầm cảm luôn ấy. Đánh 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 ông ngậm ngậm một hai cái kẹo sâm vào, các bà lên lên kiểu cơn cuồng mà. Ôi, sợ thật, đánh dập nhưng mày không về cứ kêu đi mẹ, con nhà người ta về về trầm cảm luôn, về ly biệt cuộc tình luôn. Nhưng mà bề ngoài ví dụ ai trêu một tí ai nói thì bậy bậy, eo hiểu ông lại bậy thế. Ông phải lên live stream nói bậy thế. Ông lại ghê đấy. Đấy, như con vợ Quỳnh Phương con bé bé này bảo mình nói chuyện bậy. Đấy, cũng kinh cận những ngày con cận này mình con sợ rồi. Ui những ngày con này em nó lên nó phệt thì mẹ mày giờ nó phệt cho thì thôi. Đúng, đúng một câu thôi, đợi đợi đi thím thịnh. Các bà dập thì dập rồi, dập dập như mày khâu luôn. Nhưng mà nó cũng kêu ui bậy ấy, tởm mấy ghê đấy này lọ rồi. Toàn làm trò mà. Chỉ có người yêu của những cái bà đấy mới biết là các bà như nào thôi. Còn anh em mình ở đây nói chung là nói thật ra tôi nhìn người cũng chuẩn lắm. Bà nào mình mà nhìn mà kiểu dập dập như mày câu dập như kiểu mày khâu chiến thắng ấy, thì tôi nhìn nó biết ngay. Mấy bà cứ trả vờ ngoan ngoan nhưng mà bên trong chơi thì thôi. Hiểu luôn. Toàn giả vờ mà. Mọi người hỏi biết không? Tại vì khoa học chứng minh ấy là phụ nữ dâm hơn đàn ông rất nhiều. Nhưng chính vì người ta phụ nữ cái gì nhỉ, cái mà mọi người ta mà kiểu dâm ngầm đấy, kiểu dạng dâm ngầm ấy, các bà ấy gọi là thật ra là kiểu có tính kiểu ngầm ngầm nhưng mà chẳng qua là phụ nữ nên mình kiểu là kín 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 thôi. Mà đàn ông còn chưa 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 điên bằng những đàn bà được. Anh đít mạm trả tâm hồn anh trả trong sáng đẻo ấy, tâm hồn anh thì nó là để hiểu luôn. Thế nhưng mày mày vắt còn gì nữa, như kiểu khóa sổ luôn. Đây này, Lê Nguyễn Hồng Nhung này, bày đợt đó anh chứ lại nghiện quá chứ còn gì nữa, chẳng nghiện quá, nghiện vội luôn, chẳng nghiện quá cứ cứ kêu thì lại cho lọ. Các bà cứ cầu diễn mà, nhà các bà cầu diễn, các bà cứ diễn thôi. Các bà chỉ cầu diễn với những cái người không biết thôi. Các bà ra mặt mình các bà cầu diễn thì đi. Long 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 ở Phúc Tân mà. Mấy bà ngoan ngoan cứ im ỉm xong chết cả voi. Ui ôi em ơi, chết voi đã là gì? Định mày chết các loại luôn, chết các kiểu luôn. À shop quần áo anh á, đang sửa chắc phải mất 2 tuần em ạ. Đầy bà toàn dùng TikTok đầy. Qua các bà cứ trả vờ diễn ở đấy thôi. Cũng diễn thôi.
bà Cận hay cầu diễn mà. Cầu diễn này đi, mà em nhờn thích diễn không? Đấy nhá, diễn đi, hiểu chưa? Ăn quả hiểu chưa? Diễn này, diễn đi. Nhà cầu diễn à, thích diễn à? Diễn chưa? Diễn đi. Đấy, diễn đi. Ăn quả hiểu luôn. Sản phẩm tác dụng thế nào em? Avatar thì không biết chị như nào, nhưng mà cái sản phẩm này nó là chấm hết chị ạ. Nó là chấm hết cho những cuộc tình luôn. Đấy, vừa ăn quả giấm rồi đấy. Diễn đi, diễn lựa đi. Ờ, quần áo anh bán tại nhà em ơi. Phượng Đỗ ghét nhất mấy con rầm. Chuẩn luôn. Như Phượng Đỗ này mới chiến này. Diễn rồi, toàn diễn thôi. Bất lực, bất lực. Đấy, thích bỏ mẹ cứ trả vờ đấy, nhờn đi. Thích nghe anh, thích nghe em nói chuyện lắm, cười chảy nước mắt. Quên tình xưa. Ra sạm thế, mình vừa mua cái đèn live stream bạn ơi. Chắc tại sáng quá. Ra người ta căng bóng như này, bà kêu ra mình sạm, bà lên than thiên. Ra chiến chưa? Quá. Anh chào Minh Ngọc Nguyễn. À tớ Mai ơi. Tớ đeo cái nước này gọi là nước băng lửa Mai ạ. Mai mà khi nào Mai có người yêu mà Mai muốn quả dèo với người yêu mà có băng lửa thì thôi tuyệt vời Mai ạ. Cái này nó dẫn đến để cho có kiểu cảm xúc là mình đang ở một nơi nào đấy đấy. Đấy, này, bằng lửa này. Nhiều lắm. Mai có lấy không? Tớ tặng lại Mai mấy cái. Sản phẩm nước tình yêu nhá. Sao anh biết em chiến? Ủa, nhìn dáng em chụp ảnh như thế thì em không chiến thì ai chiến nữa hả Phượng? Hôm nay em thấy anh ở Võ Thị Sáu phải không? Ủa ôi, ngoài này ăn lúc lên thì nó ngoài anh 36 thế 72 kiểu luôn. Lấy gì? Thuốc gì? Thuốc lá. Đây là tôi để cái gì hả? Thuốc là ship hả? Ở đây. Long dùng trước đi. Tớ thì giờ có người yêu mà tớ dùng ở Hà Mai. Khi nào có người yêu tớ dùng. Trong nhà tớ lúc nào chả có. Tớ có 20 cặp mà. Bạn có lấy thì tớ tặng bạn 5 cặp. Bạn về bạn khám cho người yêu bạn. Sao gọi em à? Có tặng thì lấy, dùng thử xem ra gì không. Bạn kêu bạn chưa có người yêu bạn. Sao anh không tặng em hử lắm? Gì đấy? Ô Phượng có người yêu chưa? Có người yêu rồi thì mới tặng. Ôi trời mẹ rồi. Tình xưa lịch sự phết đấy, mang ô lù rồi. Cái này mang đi du lịch, mang đi biển nhá, cái tầm mà ảnh hương thì thôi. Chuyện tình lao xa xưa. Rót vào lỗ kiến thì sao anh? Mày mời bịp đít luôn. Thì mẹ mày rót vào lỗ kiến thì bịp đít luôn. Hiểu luôn, hiểu rõ luôn. Chấm hết luôn. Cái gì anh cũng biết, chả giấu được anh cái gì đâu. Ui ôi. Anh á, anh chả biết cái gì cả, anh bình thường thôi. Anh có sao nói vậy. Anh ơi, mua có được tặng kèm người yêu không? Ui. Cái bọn trẻ con này bây giờ là máu nhờ. Toàn 2002, 2003. Toàn comment là em mua của anh nhưng mà tặng anh cho em được không? Toàn 2002, 2003 và em mua em mua xong có được tặng anh không ấy. Đấy. Máu thật. Ngày xưa mà mình bằng lứa tuổi các bà này mình còn rén nhìn cô gái có còn ngại. Nhìn con gái nó còn ngại. Mà bây giờ các em đã 2002 mắt thứ ba của em các em đã mở rồi. Máu thật.
Ờ chính ra cái bọn bọn mới lớn này, người bọn này rất thơm nhá. Người bọn này nó có cái mùi, nó kiểu mùi 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 cảm giác mùi lạ ấy. Mùi mùi nó kiểu, mùi nó kiểu như này. Mùi nó kiểu như này. Nhờn. Hoa. Hiểu con người luôn. Sau anh phải tầm 14 ngày nữa em ạ, 2 tuần nữa. Hello cường còi. Đêm rồi. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si. Em có quay về chăng? Ta đứng tuổi trẻ tài cao. Đúng là xã hội hiện đại, con người hiện đại nhỉ. Các em ra đời sớm thật. Đúng thật. Ra mẹ đời sớm đi. Để làm béo ở lâu hỏng đấy. Thế giới người ta có bao nhiêu thứ hay, bao nhiêu cái đẹp. Đéo đi chịu vá đi để đấy. Ui ui, cái này một thế giới thứ ba mà dùng cho nhau thì thôi mẹ mày, mày con vợ đái luôn. Đấy, mọi người mà mua thì mọi người inbox cho cái bếp của cái fanpage mình tang ở cái livestream này ấy, cái phần status ấy. Hoặc là link của Bùa Hải đăng đây này. Ghim đấy, mọi người mua thì inbox vào đấy nhá. Ship đi mà dùng đi. Ship mà vỉa đi. Những vấp ngã là những trải nghiệm. Ông mà chán nhở, đang live stream cứ gọi luôn. Chín chín cưới vợ được đầy người cưới rồi. Anh Long dạy em nói tiếng mũi á. Đây. Vãi trưởng, tôi đang live stream, bạn cứ gọi vào máy làm gì? À giá sản phẩm là 60.000, đùa thề luôn. Đang live stream bạn cứ gọi, tụt mẹ mất 1.000 view rồi. Nhắc tên em một tuần, Lê Quang Đạo. Lê Quang Đạo có vợ à? À, cái thuốc này là 60.000 một cặp nhá mọi người nhá. Mọi người mua về mà vỉa. Nói chung là những cái bạn nào ấy, mình nhắc lại một lần nữa, cái vấn đề nó hơi nhiều. Thế cho nên là bạn nào mà đang hiện tại đang có người yêu ấy, đã quan hệ rồi. Mà tầm này yêu không đi mạ mà yêu không quan hệ mà ngáo à, đi tù à, điên. Thì mọi người mà mua cái này, nếu mọi người mua mà không cảm thấy không thích, không hướng, không phấn, hay là cả hai mà cảm thấy không thoải mái ấy, đi mẹ mày Long lì xì luôn 500 luôn. Lắp cho cái điện thoại 5 lốp luôn. Nhờn. Một ngày hút hết tầm lửa bao em ạ. Nhưng mà một điều anh hút đến lửa điều anh đã vứt đi rồi. Nhưng mà đang livestream với mọi người, nhưng mà thấy không, mãi mới cầm hút một điếu thuốc một hơi. Cái này là 60.000 một cặp nha mọi người nhá, hàng của Nhật. Nói chung là có người yêu ấy mà không dùng cái này ấy là thật phí lắm. Một người khỏe, hai người vui. Mà đây dùng lại vừa một gói thôi mà hai người lại còn vui, lại còn nghiện đấy, nhờn này. Cái này 60.000 một cặp em ạ, rẻ, quá rẻ luôn. Nhiều chỗ khác bán giá cao hơn đấy. Các con vợ mua thì tranh thủ mua đi. Ủa 30/4 mùa tháng 5, nhờn mua đi. Em mua 90.000 một cặp á, ôi cao đấy. 90.000 một cặp. Nhưng mà em review, em thấy cái này dùng nó có chấm hết cuộc tình không? Anh hỏi thật đấy, trai gái dùng cái loại này nó có chấm hết cuộc tình không?